Nhìn kìa, nam sinh kia rất đẹp trai nha. Đó hình như là năm ba, là đàn anh chị Kiệt. Anh ấy đến bên năm hai tìm người à? Không phải chứ, nam thần trước giờ độc lai độc vãng chưa từng chủ động tiếp xúc với người khác. Không chừng người ta đang đợi bạn gái tan học đấy. Đến rồi. Sầm quán tối muốn đi xem phim cùng nhau không? Phim không rảnh. Từ chối quyết đoán như vậy xem ra nhiệm vụ công lược đầu tiên không thuận lợi lắm nha. Có điều bóng lưng qua người rời đi đúng là rất đẹp trai, không hổ là bản thể của tôi. Tuy đánh mất linh hồn thú vị như tôi nhưng lại trở nên ngầu bất ngờ. Buổi tối muốn đi xem phim cùng nhau đi, không rảnh. Không ngờ nam thần luôn từ chối người khác, cũng có ngày bị từ chối, đây lẽ nào gọi là nghiệp quật. Góc nhìn người đi đường, bớt ở đó đắc ý. Không hoàn thành nhiệm vụ trò chơi, cậu cũng đừng hòng trở về cơ thể của mình. Đúng vậy. Nhưng thân phận bây giờ của tôi là hệ thống trò chơi, không thể nảy sinh bất cứ tương tác nào với thế giới bên ngoài, chỉ có thể dẫn dắt người chơi trợ giúp. Mà anh là người chơi trò chơi, anh phải tuân thủ quy tắc, đích thân đi công lược thân thể đánh mất linh hồn kia của tôi. Hiện giờ xem ra độ khó không nhỏ. Thật sự không được thì anh mặc đồ nữ đi tỏ tình, cơ thể của tôi có thể có sẽ không bài xích như vậy. Chết tiệt, nếu không xảy ra sự cố kia mình cũng sẽ không bị cưỡng chế trói buộc với tên nhóc này. Còn phải hoàn thành trò chơi yêu đương kỳ cục một tuần trước. Đàn anh chị Kiệt, em thật sự rất thích anh, hơn nữa anh cũng độc thân không thể hẹn hò với em thử xem à. Xin lỗi, yêu đương quan hệ vừa phiền phức vừa khiến người ta sợ hãi. Ghét bất cứ hình thức xã giao nào, cố gắng né tránh xảy ra tiếp xúc không cần thiết. Đúng vậy, chỉ cần như vậy thì không ai phát hiện mình là bệnh nhân hết thuốc chữa. Anh, cái tên này. Anh, cái tên Thái Bạo Lực, biến thái bạo lực này lại dám tổn thương bạn gái tương lai của tôi. Cậu nhầm người rồi. Chính là anh. Đau quá mau buông tay. Quả nhiên là tên bạo lực. Nhàm chán. Cái tên này. Hôm nay tôi phải giáo huấn. Độ cao này nó ngã xuống. Cho dù tránh xa huyền phức vẫn sẽ tìm tới cửa. Đang khởi động trò chơi. Chào mừng người chơi tiến vào trò chơi yêu đương hướng công lược.
vào đại học, đã hạ quyết tâm phải dứt bỏ bản thân của quá khứ, bắt đầu cuộc sống khác. Sầm Quảng mới ra đời rồi. Tiếp theo chắc sẽ giống trong tiểu thuyết, mình sẽ gặp được định mệnh trong trường học. Sau đó mở ra câu chuyện tình yêu lãng mạn. Cuối cùng xây dựng một gia đình tràn đầy tình yêu. Thế là tôi đã khóa chặt mục tiêu, đó là cô gái nói chuyện với tôi đầu tiên. Nhưng ai ngờ, người tôi định theo đuổi lại bị người khác chen chân, đánh rồi. Tỏ tình với kỳ kiệt, thất bại, bị từ chối, chuyện gì vậy, ai đánh cậu? Cha ta với con gái tuyệt đối không thể nhịn, tuy là đối tượng tỏ tình của anh cô ấy. Đều tại tên kiêu căng, tên kỳ kiệt kia. Cuộc sống đặc sắc của tôi mới vừa bắt đầu đã ngã xuống như vậy rồi. Mình đây là tránh ra. Quái, anh cái tên này sao cũng ở đây? Đợi đã, tối thua này, đây là nơi nào? Nhắc nhở trò chơi, đây là không gian ảo hệ thống. Sầm Quán Trì Kiệt chết vì tai nạn đã bị kích hoạt trò chơi. Mời xác nhận thông tin, tiến hành liên kết. Sau khi trò chơi bắt đầu thì hoàn thành tất cả nhiệm vụ sẽ có được phần thưởng trùng sinh. Chúng ta ở trong trò chơi, chết, nhớ ra rồi. Cậu vô duyên vô cớ xông qua gây sự, sau đó liên lụy tôi ngã xuống theo. Tôi ra vô duyên vô cớ là vì anh ra tay đánh cô gái tôi muốn đeo đuổi trước. Tôi trước đó cô ấy rất không có mắt mà nhìn trúng anh. Tôi không đánh cô ta, còn không chịu nhận. Người ta chỉ là thích anh, không chấp nhận thì thôi, còn đi dám thô lỗ. Anh nhất định phải xin lỗi. Nhân vật người chơi, nhiệm vụ công lược, giới tính nam, tuổi 21, chiều cao 188cm, cân nặng 72kg, nghề nghiệp sinh viên năm 3 đại học, Trì Kiệt. Nhân vật hệ thống đại diện, nhiệm vụ hỗ trợ, giới tính nam 19 tuổi, chiều cao 1m80, cân nặng 64kg, nghề nghiệp sinh viên năm 1 đại học. Cái gì chứ, sao tôi lại là hỗ trợ? Lẽ nào muốn tôi giúp tên này vượt khải à? Vậy tôi thả để anh ta được bị robot ăn thịt. Nhắc nhở trò chơi, đây là một trò chơi yêu đương, tính công lược thực cảnh. Trò chơi cần tăng độ thiện cảm của đối tượng công lược với 100%, đồng thời hoàn thành tất cả nhiệm vụ yêu đương. Trò chơi yêu đương là nói để người đàn ông bạo lực và từ chối người khác đi theo đuổi người khác. Chuyện gì vậy? Đột nhiên tôi hơi mong đợi, cũng không biết tên nào xui xẻo bị tên này tán tỉnh. Đăng tải thông tin đối tượng công lược. Nhân vật đối tượng công lược, giới tính nam 19 tuổi, chiều cao 1m80, cân nặng 64kg, nghề nghiệp sinh viên năm 1 đại học, Sầm Quảng. Này, không phải tôi là hệ thống đại diện là hỗ trợ à? Sao biến thành đối tượng công lược rồi? Nhắc nhở trò chơi, linh hồn và bản thể của Sầm Hoàng sẽ phân tách. Linh hồn trở thành hệ thống đại diện liên kết với bên cạnh người chơi hỗ trợ tiến hành trò chơi. Bản thể thì sẽ không ý thức được sự tồn tại của trò chơi, trở thành đối tượng bị công lược. Cái gì? Tôi sẽ biến thành hai tôi. Đợi đã, cũng tức là
Tôi có giúp tên này công lược chính mình. Ai muốn chơi trò nhạt nhẽo này? Tôi không thể nào theo đuổi bất cứ ai. Lối ra ở đâu? Tôi muốn trở về. Anh tưởng tôi muốn bạn bị anh theo đuổi à? Nhắc nhở quan trọng, cưỡng chế thoát khỏi trò chơi sẽ trở về trạng thái hấp hối. Có tiếp tục trò chơi không? Mặc kệ. Không nhìn. Không, không được. Mình còn chưa yêu đương mà. Tiếp tục trò chơi. Bừng tỉnh. Nơi này là bệnh viện. Cái gì chứ? Xem ra chỉ là ác mộng quỷ dị thôi. Tim vẫn đang đập. Thở phào. Sao còn có hai mình? Đợi đã, lẽ nào? Chị Triệt chết vì tai nạn đã bị kích hoạt trò chơi. Mời xác nhận thông tin tiến hành liên kết. Sau khi trò chơi bắt đầu, chị hoàn thành tất cả nhiệm vụ sẽ có được phần thưởng trùng sinh. Đây là một trò chơi yêu đương tính công lược thực cảnh. Người chơi cần tăng độ thiện cảm của đối tượng công lược đến 100%, đồng thời hoàn thành tất cả nhiệm vụ yêu đương. Linh hồn và bản thể của Sầm Quán sẽ phân tích linh hồn để trở thành hệ thống đại diện liên kết bên cạnh người chơi hỗ trợ tiến hành trò chơi. Bản thể thì sẽ không ý thức được sự tồn tại của trò chơi, trở thành đối tượng bị công lược. Trò chơi yêu đương gì kia là thật. Bây giờ mình là linh hồn rời khỏi cơ thể. À, đây là câu chuyện kinh dị. Mơ một giấc mơ kỳ quái. Quả nhiên là anh. Anh có thể thấy tôi không? Này, đồ bạo lực. Tôi và cơ thể tôi tách ra rồi. Nếu như vậy có phải tức là tôi đã... Anh còn nhớ trò chơi kia không? Chính là không gian tấu thôi kia. Nhắc nhở trò chơi, đối tượng công lực, bản thể của Sầm Quảng đã xuất hiện, người chơi mở khóa, nhiệm vụ mới, hẹn hò ngọt ngào, chi tiết, mời hỏi hệ thống, độ thiện cảm, 0%. Vào trò chơi thật rồi. Đã về ký túc xá rồi, cho nên bây giờ mình chính là hệ thống. Thôi, không sao, cúp máy đây, xuống khỏi giường của tôi. Tiếp theo, lúc nào cũng phải trói buộc bên cạnh người đàn ông bạo lực này. Bây giờ, tôi chỉ là một linh hồn, có quan hệ gì? Dù sao, chỉ cần mau chóng giúp anh ta hoàn thành nhiệm vụ trò chơi, thì có thể về cơ thể rồi. Nếu trò chơi đã bắt đầu, vậy tôi sẽ tuân thủ quy tắc. Nhưng giữa chúng ta cũng phải có mấy quy tắc. Thứ nhất, lúc tôi làm việc đừng quấy rầy tôi. Thứ hai, ở chỗ người tôi sẽ không để ý cậu. Này này, nói cứ như tôi muốn quấn lấy anh lắm vậy. Thứ ba, giữ khoảng cách đừng tới quá gần tôi. Người này sao lại như vậy? Dựa vào cái gì thì cứ phải nghe lời anh. Tôi vào đại học rồi, muốn làm gì thì làm. Quả nhiên là thiếu niên phản nghịch, vừa rời khỏi tháp ngà. Cái sự vô cớ, thiếu niên bất tương, dốt nát, nóng nảy.
Học cha ấu chị. Góc nhìn của Kỳ Kiệt. Dáng vẻ đại thiếu gia tự cho mình là đúng, hống hách, cạo mạng vô lễ, lạnh lùng vô tình. Bệnh thiếu gia tạo lực. Anh tốt nhất cũng có thể cao lãnh lúc công lực bản thể của tôi. Đừng đến cuối cùng lại yêu thật, khóc lóc tỏ tình với tôi. Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không thích cậu. Yêu nhau thôi. Ánh mắt của anh ta đúng là có loại lạnh băng quen thuộc. Cho dù là bắt đầu xấu nhất thì thế nào, đều là thử thức hướng tới tương lai tốt đẹp thôi. Quả nhiên ngoài ra anh là người khác đều không thấy tôi. Đàn anh Kỳ Kiệt, anh về học rồi. Cái đó vết thương của anh không sao chứ? Anh ta chẳng sao hết, tôi thì lại ngã thành hai nữa. Làm gì lạnh nhạt với người ta như vậy? Anh không thể tươi sáng chút à? Có đồ bẩn đi theo tôi, sao mà tươi sáng cho nổi? Này, ai là đồ bẩn? Nếu không phải trò chơi cưỡng chế liên kết, anh tưởng tôi muốn đi theo anh chắc. Tôi cảnh cáo cậu, lúc học yên tĩnh cho tôi. Lúc chịu tức thì để ý mình rồi. Cứ đợi mà xem. Hôm nay đều nói về phần trọng điểm của kinh tế học vĩ mô. Mọi người phải nghiêm túc ghi chép. Có vài bạn học làm động tác nhỏ bên dưới, tôi đều nhớ rồi đấy. Ấu chỉ. Cứ cảm thấy có ý lạnh khó hiểu. Lúc anh học tôi không có làm ồn anh nha. Sao lại là dáng vẻ muốn đánh người? Tên bạo lực sẽ không gì không đánh được mình mà đi tìm bản thể của mình để trút giận chứ. Có phải trong tiết học quậy hay quá đáng rồi không? Đi đâu? Tìm người đánh nhau à? Này, nếu anh đánh bản thể của tôi thì đừng mơ hoàn thành nhiệm vụ. Lợi ngốc cái cậu sao thi đổ vào trường này dựa vào ba? Dựa vào tôi xếp cuối người thi đổ không được rồi. Anh thành tích tốt còn không phải là một tên cặn bã chỉ biết sử dụng bạo lực. Đàn anh Kỳ Kiệt. Cô gái tỏ tình kia, đàn anh, cái đó em, này, này, anh ta ra tay với cô rồi không phải còn lưu luyến không rời chứ, mạnh mẽ lên cho tôi, đắp lại anh ta. Em là đến xin lỗi đàn anh. Trước sau khi tỏ tình em không cẩn thận bị ngã. Là em không nói rõ ràng để bạn học sầm quán bắt gặp rồi hiểu lầm là bị anh đánh. Nếu vì điều này khiến các anh xảy ra xung đột, thật sự rất xin lỗi. Ê, hiểu lầm. Cho nên tên bạo lực không có đánh người. Là mình tự đầu nó nhầm lẫn rồi. Cái gì chứ? Sao tên này không giải thích cho mình? Đợi đã. Xấu hổ nhớ lại, tôi không đánh cô ta. Anh ta giải thích rồi, nhưng mình không nghe. Em biết bạn học sòng quả cũng là muốn tốt cho em. Nhưng em không có ý đó với cậu ấy. Cậu ấy không phải là loại em thích. Em vẫn chỉ đối với đàn anh. Còn có gì xấu hổ hơn thời khắc này không? Tình yêu còn chưa bắt đầu kia của tôi đã vẽ dấu chân chấm hết. Thank you.
Cô không cần giải thích những điều này với tôi. Đàn anh luôn từ chối người khác rất quyết đoán. Em thật sự sẽ cho rằng thực ra trong lòng anh có người mình thích từ lâu rồi. Đúng vậy, tôi đã có người phải công lược rồi. Quả nhiên đây là tin lớn gì, muốn mau chóng chia sẻ cho nhóm chị em. Các chị em nản lòng đi, nản lòng đi, chị thiếu có người rồi. Em nói mà, bỏ đi. Dũng cũng muốn khuyên các anh hòa giải, dù sao hai người đều rất đẹp. Nhắc nhớ nhớ, sau khi bạn học sòng bản ra diện hình như thay đổi rồi. Nói chuyện với cậu ấy mà hoàn toàn không lấy em tan học và trực tiếp chạy đến thư viện. Nói gì lâu vậy, còn đang tỏ tình. Sầm Quảng đột nhiên kỳ quá, em chỉ có thể tới tìm đàn anh, bản thể của mình. Nếu có thể, hy vọng các anh có thể làm bạn, dạy em đi trước, tạm biệt đàn anh. Bản thể của tôi làm sao cơ? Mà khi nào chúng ta bắt đầu hành động? Có hơi tò mò bây giờ bản thể thế nào rồi? Tạm thời, tôi chưa thuyết phục được bản thân. Đi theo đuổi một người đàn ông xích hạ chết tôi. Đúng vậy. Bây giờ nghĩ lại thì có liên quan gì tới anh ta đâu. Sòng Quảng ơi Sòng Quảng, mày đúng là tự tạo nghiệp không thể sống. Chị Triệt, tôi cũng phải xin lỗi anh. Xin lỗi. Lúc trước là tôi quá xung động, hiểu lầm anh, mới hại chúng ta biến thành thế này. Nếu anh muốn chút giận có thể đợi trò chơi kết thúc rồi đánh. Tôi nhất định không đánh trả. Cậu. Ồ. Đúng là không hiểu bước tiếp theo cậu ta sẽ làm gì. Không nói cái gì khác à. Vậy tôi coi như anh tha thứ cho tôi rồi. Không nhanh như vậy. Tóm lại tiếp theo tôi sẽ cố gắng giúp anh công lực bản thân. Có điều có sao nói đó. Tôi chỉ là xin lỗi chuyện hiểu lầm thôi nha. Anh cao lãnh ngạo mạn vẫn khiến người ta rất không vui. Là biến thái à? Ây da, đều là con trai mà xấu hổ cái gì? Coi như xem trước cho bản thân tôi. Lúc tôi vào vệ sinh không được tiến vào. Biết rồi. Làm như tôi thích nói chuyện với anh lắm vậy. Còn không phải bây giờ chỉ có anh có thể để ý tới tôi. Tên Kỳ Triệt này đúng là rất không thích tiếp xúc với người khác. Ký túc xá rất yên ắng, không cảm thấy nhàm chán à. Vậy mà còn gọn gàng như vậy, không có chút cảm giác ký túc xá của con trai gì. Này. Tôi cảm thấy đổi phòng ký túc xá đông người chắc sẽ khiến anh tươi sáng hơn đó. Đúng rồi, có phải tôi chưa nói với anh không? Tôi có thể thông qua cho hệ thống tự do đổi trang phục. Tối nay thay bộ đồ ngủ vào đây. Hay là phối một bộ cho anh. Nhanh như vậy đã thuyết phục bản thân hành động rồi. Chuẩn bị xong nên nói cái gì chưa? Rồi, có muốn xem chi tiết nhiệm vụ không? Chỉ là đến thăm dò tình hình địch trước. Tình hình địch gì cơ? Đó là đối tượng công lực của anh.
không khác mấy, khác nhiều lắm. Anh phải bắt đầu từ nhận thức đó, bên đó. Yên tĩnh ngồi đó đọc sách càng giống mình thật sự. Còn người lơ lửng ở đây, ý đồ thay đổi bản thân, còn là mình không? Nghĩ cái gì thế? Chỉ là trò chơi ngắn ngủi thôi. Dù là cơ thể hay là linh hồn thì đều là một người. Quả nhiên ở đây, lẽ nào tôi muốn tiến quân học quá rồi. Có điều cũng không có thay đổi to lớn gì, hại tôi lo lắng. Không, các cậu đem lại cho tôi cảm giác hoàn toàn khác nhau. Khác khác rất nhiều à. Hello, đàn em. Thấy cậu ngồi đây rất lâu rồi. Chị mời cậu đi uống cốc trà sữa nhé. Chị được đàn chị bắt chuyện kìa. Trông có vẻ là chị gái trưởng thành, rất biết quan tâm rồi. Lẽ nào mùa xuân của mình đến rồi sao? Cậu vào kỳ phát tình rồi. Nói cái gì? Tiếp theo, áp lực về bên tiến thủ nam số 2. Mặc kệ thế nào, mức độ được chào đón của tôi vẫn như xưa. Không chừng trước khi anh hành động tôi đã hết FA rồi. Xin đừng quấy rầy tôi đọc sách. Cậu nói lời ngu ngốc gì? Rất không lễ phép. Xem ra cơ thể của cậu dè dặt hơn linh hồn nhiều. Quả nhiên trở nên khác rồi. Tôi không thể nào nói lời này với con gái. Hay là nói, bản tính của cậu chính là mọt sách không thích con gái. Bản tính là nói mình chân chính sao? Học cũng học không xong, tao nuôi mày có tác dụng gì? Nhưng lúc còn sớm cút đi cho ông. Mẹ đừng đi mẹ ơi. Nhìn này, lần này con thi được 95 điểm. Đợi lần sau, thi được 100 điểm, mẹ sẽ lại tới thăm con. Không sợ, không sợ. Thế được 100 điểm mẹ sẽ tới thăm mình. Ba cũng sẽ không đánh mình nữa. Trước giờ mình đều mong chờ như vậy, nhưng đến cuối cùng cảm ơn các bạn đã xem hết bộ truyện này nhé. Các bạn nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Bye bye, see you again.